Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị khán giả, đại dịch virus Vũ Hán mới qua đi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa mưa lũ, 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn, 52 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo. Nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong và mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn, nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Và ngày hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Và ngày hôm qua, Đài Khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra cảnh báo đỏ mưa bão. Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Vào ngày trước đó, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất là 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc ven sông tầng 1 và cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Và cùng ngày, thôn Lợi Chu, dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét từ thôn Lợi Chu đến Hoàng Hà Khẩu. Thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng, một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc vào ngày hôm qua, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2,2m trở lên. Mực nước cảnh báo 109,5m, các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hương Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị dìm ngập. Nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.468 người gặp nạn, 61 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong, diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Vĩnh Châu, Hồ Nam bị ngập lụt. Vào ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện Tự Trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm trước, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm, 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Và lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm qua, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di rời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước, một cây cầu cổ 100 tuổi cũng phải gặp lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ lụt bất ngờ cuốn tới, khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. 10 thành phố ở Quảng Đông bị ngập lụt. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông vào ngày hôm trước. Đồng bằng sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiều Quang, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày hôm qua đến ngày mai, Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn.
Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ 18 ngày nay, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn còn 36 huyện có hiệu lực cảnh báo mưa to. Vân Nam xảy ra lở đất, nhiều người tử vong và mất tích. Vào ngày hôm kia, huyện Quảng Nam thuộc châu tự trị Vân Sơn của dân tộc Mèo, dân tộc Trang, tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn, nhiều khu vực trong huyện thị xuất hiện ngập úng nghiêm trọng, một số ngôi nhà bị ngập lụt khiến người dân mắc kẹt. Vào 6 ngày trước, huyện Cống Sơn, châu tự trị Nội Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục, lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Nhiều nơi xảy ra sạt lở và lún đất, giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 2 người tử vong và 6 người mất tích. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. 51 huyện, 440.000 người ở Giang Tây gặp thiên tai. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 quận huyện thành phố bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong đó Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vào ngày hôm qua, 4 thành phố Bình Dương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Phúc Kiến mưa to, núi lở. Kể từ 3 ngày trước đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập, khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, tỉnh Phúc Kiến có 62 thị trấn và làng mạc ở 25 quận, huyện, thành phố có lượng mưa hơn 70mm, trong đó có 6 thị trấn và làng mạc ở 5 quận, huyện, thành phố có lượng mưa hơn 110mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 157,7mm với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 102,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy từ đêm ngày hôm qua đến đêm ngày hôm nay, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Lở núi ở Cù Châu, Chiết Giang, dân làng di rời khẩn cấp. Thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn và lúc 1 giờ ngày hôm qua bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Động đất ở Tây Giao. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày 14, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tây Giao, khu tự trị Chu Xiongji, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn nằm cách đó 5 km bên dưới, gây rung động mạnh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Trận động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ 28 phút ngày 14 theo giờ Bắc Kinh ở bên ngoài thị trấn Liuzhu, huyện Tây Giao. Con đường từ thị trấn Liuzhu đến thế giới bên ngoài đã bị gián đoạn và nguồn điện tại tâm chấn đã bị cắt. Lực lượng tại chỗ đang tổ chức sửa chữa khẩn cấp. Một phụ nữ họ Si từ Bộ Chỉ huy cứu trợ động đất cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang web này rằng cô đang xem TV ở nhà khi trận động đất xảy ra vì độ sâu tiêu điểm chỉ là 5 km, trận động đất đã được cảm nhận rất mạnh. Sau trận động đất, các nhân viên của trụ sở cứu trợ động đất ngay lập tức đến văn phòng làm việc. Theo báo cáo, 14 thị trấn và làng mạc ở quận Đa Giao đã cảm nhận được một trận động đất rất mạnh và một số lượng lớn các ngôi nhà bị sập. Tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Tâm chấn của trận động đất này về cơ bản nằm cùng khu vực với trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm nay, nằm cách thành phố Đại Lý khoảng 100 km về phía đông bắc và cách thành phố Côn Minh khoảng 180 km. Các chấn động mạnh đã được cảm nhận ở Đại Lý và Côn Minh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút.
Cơ quan quản lý động đất tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra kế hoạch cấp 2 cho một trận động đất hủy diệt và một nhóm công tác gồm 31 chuyên gia và nhân viên của cục đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa. Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm theo dõi tình hình động đất, đánh giá tình hình thiên tai và quan trắc các trận động đất mạnh. Vào lúc 8 giờ 28 phút ngày hôm đó, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Dayao, tỉnh Chusiom, tỉnh Vân Nam. Theo thông tin được trang web của chính quyền tỉnh Chusiom công bố, tính đến 22 giờ ngày hôm qua, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Dayao đã khiến tổng cộng 5.125 ủy ban thôn tại 421 thôn làng thuộc 46 thị trấn bị thiệt hại. Trong đó, tại 5 quận của tỉnh Chusiom có 116.551 hộ với 490.292 người bị ảnh hưởng, 62.078 hộ với 266.933 người. Có 3 người chết ở quận Dayao, 15 người bị thương nặng và 41 người bị thương nhẹ. Tính đến 22 giờ cùng ngày, đã có 1.487 con gia súc lớn bị chết do thiên tai. Trong đó có 371.090 ngôi nhà bị thiệt hại, 3.642 căn nhà bị sập hoàn toàn và 58.436 căn nhà bị hư hỏng nhẹ và 544 trường học, 890 công trình thủy lợi với 247.153 m2 bị hư hại, hư hỏng, 156 trung tâm y tế, 168 tòa nhà văn phòng với 32.651 m2, 86 doanh nghiệp, 21 tòa nhà với cơ quan thị trấn và ủy ban thôn bản. Vỡ 4 hồ chứa vừa, 148 hồ nhỏ và 597 đập ao, hư hỏng 42 km đường dây cấp điện và 9 trạm điện, bị hư hỏng 323 mương với 1.235 km, hư hỏng 43.496 km đường, 451 cầu cống, 44,6 km đường ống cấp nước đô thị và 14.868 m2 đường phố bị hư hỏng. Sơ bộ xác định thiệt hại về kinh tế là 613,19 triệu nhân dân tệ. Trang web của chính quyền tỉnh Chusiom hôm nay cho biết hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều nằm ở những vùng núi xa xôi và nghèo khó, giao thông đi lại không thuận tiện, thông tin không hiệu quả, tình hình thiên tai khó xác minh nên hiện tại vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!